hai mình dẫn mẹ mình với bố mình với baby brother của mình và bạn của mình đi chơi. Mình đi Hampton Beach. Tí xíu nữa mẹ mình sẽ quay cho các bạn thấy. Bạn theo chân mình đi ra đến nơi này cho nó vừa dẫn mình đi chơi. Từ hôm nay trời nóng nực quá các bạn. Nhiệt độ bây giờ là nhiêu phần? 90 độ. Hai các bạn, chào các bạn, là mình đã đến Hampton Beach rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tìm chỗ để đi ăn trước. Yeah.
tờ nó ghĩa thịt ra nó làm chung với bánh mì bơ, bánh mì nó nướng nướng giòn bơ. Đồ ăn ở đây ăn cũng ngon rồi, nhưng mà có cái đợi lâu quá, đợi ăn hơn nửa tí. Tuổi học sinh phục vụ mà.